Cùng chủ đi vứt rác, chú chó nhặt phải món đồ ai cũng phải sợ. Xin vĩnh biệt. Từ sau clip này chắc nhốt luôn bạn cuốn này ở nhà, chứ sơ hở ra đường là báo. Cùng anh chủ đi bỏ rác, vứt xong thì thôi về đi. Nhưng không, cục bông này còn nhặt được cái gì đó, hớn hở quay lại khoe chủ. Đến khi anh quan sát kỹ nó là cái gì thì giật mình. Như cầm củ khoai nóng trên tay, toàn thân khủng hoảng. Sao mày nhỏ mà mày báo quá vậy con, nhặt cái gì không nhặt. Lại đi nhặt trúng cái que test Covid của người ta, mà còn que test hiện hai vạch dương tính. Nghe đâu đây như có tiếng vụn vỡ của trái tim. Và này là toan thật rồi con ơi. Biết trước có kết quả như thế, Tàu đã không cho mẹ đi vứt rác cùng. Giờ phải làm sao đây? Đang yên đang lành thì cả người cả chó đều thành F1. Giai đoạn dịch giả nguy hiểm mà gặp con này đi đâu nó cũng tò mò cái này cái kia. Sơ hở là nhặt, sơ hở là ngậm. Giờ vừa đi về vừa niệm kinh chứ biết làm sao. Còn nhỏ mà sao đã báo cỡ này. Lớn hơn xíu nữa chắc nó bê cả nhà của ông già đi bán mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.